Thưa quý vị, người mắc bệnh lupus ban đỏ phải điều trị bệnh cả đời, trong khi bệnh nhân thì không thể làm việc nặng nhọc ngoài trời nắng nóng. Không ít bệnh nhân đã lâm vào đường cùng vì không có tiền chữa bệnh và duy trì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thấu hiểu nỗi khổ của bệnh nhân nghèo chữa trọng bệnh, nhóm những người cùng cảnh ngộ lupus ban đỏ đã vận động các hội viên giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Từ đó thì nhiều hoàn cảnh khó khăn đã có thêm kinh phí để yên tâm điều trị bệnh. Mẹ đã mất vài năm nay do mắc bệnh lupus ban đỏ, nhưng chị Trần Thị Hồng Thoa không quên được khoản tiền cả 100 triệu đồng mà gia đình nhận được từ sự quyên góp của nhóm những người cùng cảnh ngộ lupus ban đỏ. Số tiền này đã đủ cho gia đình trang trải chi phí điều trị những tháng cuối mẹ nằm bệnh viện và một phần lo hậu sự cho bà. Đợt đấy là năm 2019, là lúc đấy cả hai mẹ con đều nằm ở bệnh viện Bạch Mai, thì lúc đấy là rất là khó khăn. Thì lúc đấy là có chị Anh Vũ, là hai chị em nằm viện cùng với nhau, thì chị đăng bài lên để lên trên nhóm để kêu gọi. Thì lúc đấy trong nhóm em là bệnh nhân đầu tiên được kêu gọi, mọi người cũng giúp đỡ rất là nhiều, có người thì đến tận nơi, có người thì chuyển khoản. Năm đấy kinh được tất cả là gần 100 triệu để trang trải. Còn rất nhiều bạn nữa cũng được giúp đỡ và được số tiền cũng gần 100 triệu. Nhóm những người cùng cảnh ngộ ra đời năm 2016, thu hút hàng chục nghìn bệnh nhân tham gia. Năm 2019, nhóm thành lập quỹ thăm hỏi bệnh nhân khó khăn với số tiền quyên góp mỗi năm từ các cá nhân là khoảng 300 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, có những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn được nhận từ 10 tới 20 triệu đồng, hoặc có người lên tới cả 100 triệu đồng. Nhóm không chỉ trao đổi kiến thức điều trị bệnh mà còn giúp đỡ tương trợ tạo việc làm cho các thành viên trong nhóm, chẳng hạn tiêu thụ các mặt hàng nông sản vùng miền hay cùng chia sẻ công việc làm thủ công. Bọn em đã giúp đỡ được khoảng hơn 20 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như bệnh nhân chạy thận này, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn này, mẹ đơn thân, để giúp mọi người một phần nào đó chi phí là trang trải vào tiền thuốc men, tiền sinh hoạt cũng như là tiền viện phí. Và bọn em cũng tích cực là huy động các hội nhóm, các mạnh thường quân để phần nào đấy là xây dựng cái quỹ nhóm ngày càng vững mạnh để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Mỗi năm là khoảng hơn 100 người được nhận người đang cấp cứu vào viện thì sẽ được hỗ trợ là 1 triệu của quỹ, và các bệnh nhân mà có điều kiện hơn, người ta sẽ ủng hộ các bạn ấy tùy tâm hoan hỷ. Mẹ mắc bệnh lupus ban đỏ đã mất, Thoa cũng phát hiện bệnh trước khi mẹ mất 3 năm. Nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng bệnh nhân trong nhóm, Thoa càng hiểu hơn tình con người. Dù cùng hoàn cảnh điều trị trọng bệnh, nhưng lá lành vẫn đùm lá rách. Hiện Thoa thuê nhà ở Hà Nội, vừa đi làm vừa chữa bệnh. Em dành căn phòng trọ là nơi nghỉ chân cho những bệnh nhân về Hà Nội khám bệnh, có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Dù làm một việc nhỏ, nhưng Thoa thấy vui vì em mong muốn được trả ơn cho cuộc đời.